cứng quá vậy. Này do chưa tháo lần nào. Thì anh sẽ tháo nội thất cái loa laptop rồi. Dòng monitor như vậy nha, đây là dòng loa của Mỹ nha quý vị. Từ 59 nha, khung đúc con 75. Ủng nha các bạn, cái này là nhôm nha, chép này đích nhôm nha. Đây là cái dòng cao cấp của hãng nha các bạn. Những đôi JB mà nói chung tầm 3 tấc như cái đôi 822 em trước bán là không có cửa so với đôi này. Bộ lọc của này nè các bạn, bự chẳng ha. Ha. Bộ lọc đây nè. Rất là to luôn nè. Rồi, em quay vậy sơ sơ vậy là hiểu quý vị cũng biết rồi ha. Đôi này thì nói chung anh em là xài rồi thì em không giới thiệu nữa. Ha, nói nhiều quá cũng mất hay vậy. Lo nguyên zin nguyên bản 100% nha. Nguyên zin nguyên bản hết nha quý vị, yên tâm. Cầm tay cầm cũng không nổi luôn quý vị, thấy nặng. Lachiro cực kỳ chất nha quý vị. Rồi bây giờ anh sẽ lắp vào cái lo này nè quý vị, nó còn bụi bặm rồi, nó còn chưa vệ sinh gì luôn nha, nguyên hết nha quý vị. Bây giờ anh sẽ lắp vào để test thử đoạn cho quý vị nghe nha. Thời gian trước tôi bị tiểu đường và rồi anh sẽ giới thiệu triệu đôi lực về đôi loa này. Lachit Rồ CB12M, M là chữ monitor, ký hiệu cho dòng monitor nha quý vị. Công suất là 800W, chịu đựng 800W, 8 ohm nha quý vị. Rất là khủng. Cộng cách nối thì hai cổng bít công. Đây là dòng monitor loa ca sĩ. Đó, dòng loa này thì quý vị bao đâm luôn quý vị, bao chịu lực luôn. 800W anh em nào hội nghị hay là sự kiện gì đó đem đi chơi thoải mái nha. Trong tim núi nhớ mong trong
cơn bao chiều nay rồi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong hương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chính là ua xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chiều phút trong mơ. Rồi, xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi video. Giá đôi loa là 12 triệu đồng, bao ship toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0916 517 912. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Em xin cảm ơn.